Mình đang bị mắc kẹt tại một cái nhà ga các bạn ơi. Và xung quanh nơi này cực kỳ vắng người luôn. Và các bạn biết nhà ga này có liên quan tới ai không? Đó là liên quan tới một con SCP. Các bạn nào biết bình luận tên của nó cho mọi người biết coi. À, đây chính là nhà ga của SCP Gen Eater, hay đâu được gọi đó là xe lửa ăn thịt. Thì bây giờ mình đã đi tới đây rồi. Mục đích của mình tới đây không phải là mình đi xe lửa đâu các bạn, mà mình tới đây là để mình khám phá xem cái con Gen Eater này nó ra sao và như thế nào. Mình cố gắng mình sẽ chui vào trong cái xe lửa đó nha các bạn. Rồi, nhưng mà chui vô trong đó thì có khác gì là nó ăn mình đâu. Nhưng mà mình không sợ đâu các bạn ơi, cố gắng nha. Ở đây thì mình thấy nó có bán một cái máy đồ ăn, chẳng hạn như là snack nè, nước ngọt nè, sô-cô-la nè. Ui, ở đây các bạn bấm số nữa các bạn. Cái gì đây? Luôn tươi, luôn ngon. Trời ơi, quảng cáo dữ ta, để mình xem con mình có mua được không. Số 1. Không có số 1. Ủa, số 1 là nước ngọt các bạn ơi. Mà nó chỉ nhiêu 50 tiền à. Mình lại không có đồng nào. Mà quên nữa, nhiệm vụ đầu tiên của mình bây giờ là phải đi thu thập những cái bí ngô này các bạn, để chuẩn bị cho Halloween. Rồi, thu thập coi một cái nha các bạn. Rồi, các bạn thấy ở bên đây không? Nó sẽ xuất hiện lên nha. Ở đây coi còn không? Ở đây còn cái nào không? Hình như là hết rồi sao ấy. Đây, Gen Eater sẽ xuất hiện trong những cái chỗ này. Đó, cái chỗ này là xe lửa đi nè các bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình chưa thấy. Mình ở đây lâu lắm rồi nhưng mà mình chưa thấy các bạn. Mục tiêu mình xuống đây để mình tìm Gen Eater mà. Rồi bây giờ là ui, ông nào mà sao ui bộ xương này các bạn. Ui ui, ghê thiệt. Đây, cái này là bí ngô thứ hai, bí ngô thứ ba này các bạn ơi. Ở đây nó có lầu nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ đi thang máy lên. Đi thang máy lên như thế này chúng ta sẽ đỡ mệt hơn các bạn ơi. Những cái đường nó hơi lâu. Ở trên đây có bán đồ nè. Ui quá trời bí ngô này nè các bạn ơi. Đấy, quan trọng là phải thu thập trước cái đã là tính. Không mua đồ được. Ê, lấy đồ được nè. Đây. Ui wow, nhìn mình khá đẹp trai. Mặc đồ gọi là khá đẹp trai các bạn. Ê, từ từ. Đấy. Ủa, khoan, mình đâu có mua cái áo ở đâu, nhầm rồi. Ui, mình tuy là mình không bỏ tiền ra mua nhưng mà nó vẫn cho mình mặc nè các bạn. Nhìn giống chỗ tre luôn, mặc đồ màu hồng, hình kinh con hình con khủng long nữa chứ. Buồn thiệt. Thôi, mình thì mình lại thích đồ màu hồng hơn. Cho tôi mặc cái quần màu hồng nào, quá đẹp trai luôn các bạn ơi. Rồi, thêm một cái áo màu hồng nữa nè. Đấy, đẹp trai ngay. Rồi, cảm ơn nha. Tôi không có tiền đâu, tôi thiếu nha. Giờ sao đây các bạn? Giờ, toilet nam thì vô được, nhưng mà lỡ trong toilet nữ có cái bí ngô thì làm sao mà vô? Thôi chắc ở đây không có người, vô đại đi các bạn ơi. Từ mình vô toilet nam mình coi có bí ngô không đã. Đây thấy chưa? Có bí ngô nè. Ui, toilet rất là sạch luôn các bạn ơi. Những cái toilet này không có bí ngô thì phải. Để mình vô mình xem coi. Không có bí ngô các bạn ơi. Xem coi. Ui đây 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 đây. Đây. Có bí ngô rồi, 15 cái rồi các bạn. Rồi làm ơn né ra giùm anh cái. Ở đây con. Ui ui. Sorry. Anh Niên này đang đi toilet, sorry nha em. Rồi mở cửa ra coi có ai ở đây không. Không có ai hết. Mình quên gõ cửa các bạn ơi. Không có bí ngô nữa hết. Rồi thôi đi ra ngoài. Mình sẽ chạy liều đi vô trong đây luôn các bạn ơi. Đi vô trong đây để mình xem coi xe lửa Gen Eater có trong này hay không nha. SCP chứ lộn, Gen Eater, Gen là xe lửa rồi. Quên. Rồi, bây giờ đi khám phá luôn nè. Đi thôi các em ơi. Tính là nó phải cho mình đèn pin hay gì đó để mình soi các bạn. Để mình đi vô trong đây xem như thế nào. Thật sự phải nói là đi vô đây. Ui, cái bóng của mình các bạn. Các bạn thấy cái bóng của mình chạy không? Mà mình tưởng đâu là có người đuổi theo mình chứ. Wow. Từ từ nha. Hình như là cái, theo như mình biết á, thì cái đường hầm xe lửa này á, nó là vô tận luôn hay sao á bạn. Là đi hoài không hết hay sao á. Cái này mình nhớ là vậy nhưng đúng hay không nha. Mình hay quên lắm bạn ơi. Có mấy đứa đi sau lưng của mình kìa. Đấy, đi nãy giờ mà chưa thấy cái gì xảy ra luôn. Mà chưa thấy điểm dừng luôn các bạn thấy chưa. Ôi, đâu. Uầy. Wow, xe lửa các bạn. Gen Eater đó. Uầy. Ủa, sao mình ngu vậy. Sao hồi nãy mình không nhảy vô trong xe luôn để mình khám phá bên trong của nó. Trời. Tại vì mình thấy mình sợ quá bạn. Đó chính là Gen Eater. Hên là mình né kịp chứ không nó ăn mình luôn rồi các bạn. Wow. Hên. Hên quá. Suýt tí nữa là xin vĩnh biệt cụ rồi. Hên đấy. Ủa, mình tưởng đâu là cái này nó vô tận chứ. Có điểm dừng. Có điểm dừng kìa. Trời ơi các bạn ơi. Nhìn cái con bé này nè. Nó không có mặt. Mà nó có hai cái tay đang ôm giống như cái mặt vậy các bạn. Nhìn ghê thiệt á. Mà bây giờ đứng nãy giờ. Ui, có xe lửa nè. Ủa, đâu phải Gen Eater đâu, xe lửa bình thường. Hình như là để rước khách á. Ý, có người nè, hello mấy bạn, đợi tôi dừng xe lại đi. Cho tôi lên xe với. Hello, ui người đẹp, trời ơi, mấy bạn này dễ thương. Rồi anh em lên xe,
lên xe nhanh lên. Đây là xe buýt các bạn ơi. Xe buýt sẽ đưa chúng ta đi đâu đây? Ui, ngồi lên xe à? Hai tụi mình xem coi trong xe này có gì không? Có biết ngô gì không ta? Không có gì hết. Được rồi, mình sẽ lên trên ngồi cùng với mọi người nha. Ui, xe lửa đang chạy rồi các bạn ơi. Wow, không biết nó sẽ đưa chúng ta đi đâu đi nữa. Ghê nha. Ơi, có khi nào nó đang chạy như vậy cái nó biến thành Gen Eater không trời? Cũng có thể đấy chứ. Các bạn nhìn cái cảnh này ghê không? Nhìn cái cảnh này nè, đây mình zoom ra cho bạn coi nè. Ui, nhìn nó đáng sợ gì cái. Ơi, có khi nào đang chạy gặp Gen Eater nó nuốt luôn cái xe này mới ghê nha. Không, Gen Eater nó chỉ gọi là ăn thịt thôi chứ nó đâu có ăn sắt đâu các bạn. Hơi lắc nha. Rồi đâu đây? Mình cũng chưa biết đi đâu nữa. Không biết là đằng trước có chỗ để mình ngồi nhìn không nữa. Không, nhìn bằng cách này đi. Không, bạn không cảm nha. Mình chỉ có thể nhìn bằng cách này thôi. Đằng trước hình như mình không nhìn được. Nhìn đằng sau được không? Không được luôn. Rồi. Ủa? Nó chỉ chạy vòng vậy thôi hả ta? Lắc lắm bạn ơi. Đi cái này nó hơi lắc một tí nha. Đấy, đến chạm dừng chân rồi nè. Tới nè. Trời. Vậy thôi hả? Ủa, đằng sau lưng còn kìa. Trời ơi, khoan, xuống. Ở đằng sau lưng còn này các bạn, mình tưởng đâu là hết rồi chứ. Mở cửa. Xem bên đây. Xem bên đây còn gì nữa không. Wow, bên này nó cũng như vậy đó bạn ơi. Nhưng mà có quan trọng bây giờ là thôi không đi đâu. Đi xe này nó hơi chóng mặt. Thôi bye bye nha, hẹn gặp lại. Hình như là xe lửa nó sẽ đi theo cái tuyến các bạn ơi. Mình đang vị trí này thì phải. Vậy là mình phải đi xem xe lửa à. No, đừng đóng cửa, trời ơi. Vậy là mình phải đi tới cái tuyến khác. Thì mình mới may mắn gặp được Gen Eater. Hiểu rồi. Oh no, mình đứng trên đây đâu có được. Đứng trên đây là nó đẩy mình xuống. Ây da, biết ngay mà. Ở đây mình gặp mấy đứa chậu tre chơi cái trò bắt cười lắm các bạn. Nhìn này nha, chuẩn bị nè, nó tuột cho các bạn coi. Nhưng mà cái này các bạn không được làm theo nha. Đó, thấy chưa, nó tuột xuống các bạn. Không được làm theo nha các bạn. Cái này nó chỉ gọi là trong game nó làm thôi, chứ đừng ở ngoài đừng làm nha. Ở ngoài mà làm rồi là tèo luôn ấy. Nên là đừng có làm theo. Nhưng có quan trọng, trời ơi, bây giờ tôi không tìm được con là Gen Eater. Cay quá thì cay luôn rồi. Nó tới kìa anh em ơi. Wow, mình sẽ chuẩn bị. Anh em xuống đây chuẩn bị. Chuẩn bị nè, vô trong nè. Let's go. Ui, trời. Đừng nha, bước một bước nữa là xin vĩnh biệt cũ ấy. Ở trong đây toàn là độc thôi các bạn. Mà đặc biệt các bạn nhìn cái độc này nó ghê lắm nha. Xuống dưới đi. Ui, đóng lại rồi nè. Trời, nó đóng lại rồi các bạn. Cái này nó đóng lại rồi. Ui, mình chạy vào đây là mình bị dính độc nè. Ơi, đừng chạy vô. Wow, chạy ra. Nhảy lên. Wow, các bạn có thấy không? Mình đang đứng ngay con SCP Gen Eater nè. Để cho nó ánh sáng các bạn thấy. Ở đây là có một người nha các bạn. Một người giang tay ra rất là giống với Spider-Man luôn các bạn. Đây, hồi nãy nó đóng lại, bây giờ nó mở ra nè các bạn thấy chưa. Khám phá được bên trong của Gen Eater là có gì rồi nha các bạn. Đợi nãy giờ. Và các bạn thấy cái độc này không? Nhìn nó giống như là một cái đầu lâu các bạn. Y hệt luôn thấy không? Đây, mình zoom ra coi. Đây, các bạn nhìn rõ không? Đây, Gen Eater nè. Thấy gì chưa? Gen Eater đấy. Mình sẽ đứng ở đây để xem con nó đi đâu nha các bạn. À, chúng ta đang khám phá bên trong và chúng ta đã được bước vào bên trong rồi, nên là ngon. Rồi. Ôi. Nó biến thành cái xe lửa các bạn thấy chưa? Nó đang là một cái con Gen Eater bình thường mà nhìn biến thành xe lửa nè. Mà rõ ràng luôn, mình sẽ lên xe lửa xem coi biết đâu được nó sẽ biến thành Gen Eater sao. Trời, đang bình thường tự nhiên biến thành xe lửa các bạn. Ý là xe lửa bình thường á, hồi nãy nó là Gen Eater mà biến thành xe lửa bình thường luôn. Ghê gớm thiệt luôn các bạn ơi. Sợ luôn á. Wow, không ngờ luôn các bạn. Đi nãy giờ cũng lâu rồi nhưng mà chưa thấy cái xe lửa này biến thành SCP các bạn ơi. Rõ ràng hồi nãy mình đang ở trong cái con Gen Eater. Rồi sau đó nó biến thành gọi là đúng rồi, biến thành cái xe lửa này nè. Trời ơi. Giờ sao ta? Đi nãy giờ là cũng phải hình như là ui, đây, chạy ra ngoài. Wow, các bạn thấy chưa, mình nói có sai đâu, rõ ràng chính là Gen Eater mà. Ghê quá là ghê luôn các bạn ơi, đừng có đẩy, té bây giờ. Ui, các bạn thấy chưa, xe lửa biến thành Gen Eater. Và bây giờ các bạn thấy nè, cái nói chung là mình đang ở trong cái chỗ này nên là các bạn nhìn nó hơi kỳ nha. Mình đang cố gắng để cho nó đây, các bạn sẽ thấy nó sáng lên nè. Đây, Gen Eater nè các bạn. Ồ, thấy chưa, Gen Eater đấy. Nhưng mà tí nữa, đây các bạn thấy rõ không? Ui, nó dừng lên luôn kìa. Nó có hàm răng, tất nhiên có răng rồi. Và có một người ở đây. Đấy.
mày. Cố lên nào, tí nữa nó sẽ trở thành xe lửa cho mọi người thôi. Xuống đi em, xuống đi em. Ôi, thấy chưa, nó trở thành cái xe lửa lên các bạn không? Thấy chưa? Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem, vì mình đã khám phá được bên trong cơ thể của SCP Janitor rồi. Rồi và các bạn đã xem video này và đã thấy được quên để cho mình một like và đăng ký kênh để mình